Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đang đồng thời triển khai thi công 3 công trình chống sạt lở bãi sông Mã và sông Bưởi với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Cả 3 công trình này đều được khởi công từ tháng 10 năm 2023, thời gian thi công 12 tháng. Do yêu cầu công tác phòng chống thiên tai, huyện Vĩnh Lộc đã yêu cầu các nhà thầu hoàn thành và đưa các công trình này vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Đoạn bãi sông Mã dài hơn 300 mét thuộc các thôn Quang Bửu, Nghĩa Kỳ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc đang được đầu tư kè chống sạt lở. Công trình có tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng do công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đức An có trụ sở tại thành phố Thanh Hóa đảm nhiệm thi công. Hiện tại, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành thi công phần cơ đê, đấu khúc kiện bê tông, đang thi công phần mái đê. Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu đã triển khai đồng thời nhiều mũi thi công. Đến nay, nhà thầu đã thi công đạt trên 60% khối lượng công việc. Công trình bọn em là ký hợp đồng đến tháng 10 năm nay, nhưng mà do yêu cầu cấp thiết của công trình cho nên là công trình sẽ hoàn thành và rơi vào khoảng tháng 5 trước mùa mưa bão. Tất cả các hạng mục của công trình mà dưới cái mực nước lũ thì bọn em sẽ hoàn thành trước cái lũ tiểu mãn để đạt được cái tiến độ của ban quản lý các dự án đầu tư của huyện đặt ra. Xác định tầm quan trọng của các công trình kè chống sạt lở bờ sông và để đảm bảo quá trình triển khai các công trình thông suốt, huyện Vĩnh Lộc đã tích cực giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công. Về công ty đó thì cũng giải phóng địa phương, người ta giải phóng mặt bằng rất là tốt. Còn về làm thì nói chung là địa phương đây cũng tạo mọi điều kiện cho anh em công ty làm. Còn về tiến độ thi công thì công ty đang cũng phấn đấu làm, ví dụ các cái mặt với mặt nước là sẽ cố gắng làm xong trước cái lũ tiểu mãn tháng 3, tháng 4. Còn về cái mặt khô thì công ty sẽ phấn đấu cố gắng làm hoàn thành nhanh nhất. Theo kế hoạch của huyện Vĩnh Lộc, các công trình chống sạt lở bờ sông phải đạt cao trình vượt lũ trước thời điểm lũ tiểu mãn thường xảy ra vào trung tuần tháng 5 và phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm nay. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình. Trong quá trình triển khai dự án, công tác đôn đốc giám sát đã được đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghiêm túc. Ban Quản lý Dự án thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực máy móc để triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Và các nhà thầu cũng đã bố trí đầy đủ máy móc nhân công và tập trung đẩy nhanh tiến độ và cố gắng là sẽ vượt qua cái mực nước lũ của cái trước mùa mưa bão năm 2024 và hoàn thiện trong năm 2024 để bàn giao đưa vào sử dụng. Thì với nội dung này thì nhà thầu cũng ý thức được cái nội dung về cái tầm quan trọng và cái tiến độ như thế, nên nhà thầu đã tập trung, các nhà thầu tập trung cái máy móc, thiết bị, nhân lực và vật tư vật liệu để triển khai thực hiện. Thì đến nay cơ bản tiến độ là đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ và theo tiến độ hợp đồng. Song song với việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện Vĩnh Lộc đã tích cực bố trí nguồn vốn ưu tiên cho các dự án kè chống sạt lở bờ sông, đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân. Theo đó, việc nghiệm thu công trình được thực hiện theo nhiều đợt để kịp thời giải ngân, tạo điều kiện về nguồn vốn để các nhà thầu triển khai thi công.